đánh xe bom ở căn cứ cảnh sát thành phố Mansoura. Tin Mansoura, xe bom tấn công một căn cứ cảnh sát tại thành phố Mansoura nằm trên sông Nil thuộc tỉnh Dakhaliya làm 13 người chết và trên 100 người bị thương, thưa quý vị. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ ngày Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ. Vụ đánh bom xảy ra trong lúc chỉ còn một tháng nữa chính phủ do quân đội thành lập sẽ đưa bản tân hiến pháp ra trưng cầu dân ý. Một người bị thương cho biết, vụ đánh bom xảy ra lúc 12 giờ 45 phút ngày hôm qua. Nhiều cảnh sát mới tuyển mộ bị chết. Sau vụ đánh bom, chính phủ do quân đội thành lập đã lập tức tuyên bố Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Giới chức an ninh cho biết khoảng 130 người bị thương, nhưng Bộ trưởng Y tế Maha Arabat tới viếng thăm Bệnh viện Quốc tế Mansoura nói rằng, ngày hôm qua và hôm nay, số người bị thương đưa vô bệnh viện là 102 người. Trong số người chết có 8 cảnh sát. Huynh đệ Hồi giáo đã ra bản tuyên cáo lên án vụ đánh bom, nói rằng hành động này tạo thêm chia rẽ với Ai Cập. Những kẻ gây tội ác phải trả lời trước công lý.